Chào các bạn đã quay lại với kênh Cuba Bình Dương. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn tất cả những gì mình biết về cách nấu phở gà nha. Một tô phở gà ngon thì nước lèo phải trong và hơi vàng nhẹ màu mỡ gà, vị thanh nhẹ nhưng vẫn không kém phần đậm đà, thoang thoảng hương phở. Thịt gà vừa chín tới, ngọt thịt, mềm nhưng vẫn giữ được độ dai. Phần da vàng nhẹ, béo, hơi giòn, rất là hấp dẫn. Bánh phở trắng, dai, thơm mùi gạo mới, tất cả hòa quyện tạo nên tô phở gà rất là tuyệt. Những hôm nào trời mưa lành lạnh, có một tô phở gà nóng hổi, thơm nước mũi như thế này thì còn gì bằng. Nếu thấy video hay và hữu ích, nhớ like, đăng ký để ủng hộ Cuba Bình Dương và nhớ chia sẻ video cho bạn bè cùng xem nhé. Bây giờ mình cùng vào bếp để nấu món phở gà này nha các bạn. Thường chọn gà nấu phở, người ta chọn gà lớn sẽ ngọt thịt hơn. Hôm nay mình mua gà ta, khoảng 1kg sáo nè, gà đã được làm sạch. Mình dùng muối nhuyễn chà sát nhẹ đều khắp trên mình gà, tránh không cho rách da gà nha. Và mình rửa lại thật sạch, trứng non mình cũng rửa qua nước muối loãng cho sạch. Chắc các bạn ngạc nhiên, sao gà trống mà lại đẻ trứng nhiều vậy? Trứng này là mình mua riêng đó các bạn. Nhà mình thích ăn trứng lắm, các bạn nên mua thêm xương gà nữa nha. Nhưng hôm nay mình không mua được xương gà, mình mua thêm 1,5kg xương heo để nấu cho phần nước dùng thêm đậm đà. Mình phải sơ chế trước khi nấu nha. Ngâm xương qua nước muối loãng, rửa sạch và chần qua nước sôi khoảng 3 phút. Rửa lại lần nữa với vòi nước cho thật sạch nha. Cách hầm xương mình có chia sẻ thật kỹ trong clip cách hầm xương. Bạn nào muốn xem kỹ thì bấm vào link bên dưới phần mô tả để xem. Công đoạn tiếp theo, cho vào nồi 5 lít nước, cho xương vào hầm. Cho gà vào luộc khi nước còn đang lạnh để gà chín từ từ, da gà không bị rách. Cho vào 1,5 muỗng canh muối, 1 muỗng canh đường phèn nè. Mở lửa lớn cho nước nhanh sôi. Khi mà nước sôi thì mình giảm lửa nhỏ và hớt bọt. Luộc gà với lửa nhỏ trong 20 phút. Dùng đũa xiên thử, nếu gà mềm không còn ra nước hồng nữa là gà đã chín. Chuẩn bị một thau nước đá, vớt gà ra và ngâm ngay vào thau nước. Sự sốc nhiệt sẽ giúp thịt gà săn chắc và phần da giòn rất là ngon. Đợi cho gà nguội hẳn, vớt gà ra và để ráo. Các bạn nào muốn cho phần da vàng đẹp, ta dùng 1/2 muỗng cà phê bột nghệ pha với chút nước, hòa tan bột nghệ cho đều và dùng cọ phết đều lên phần da gà. Đợi 15 phút cho nghệ thấm vào da. Xong rồi dùng nước sôi để nguội, xối lên da gà cho phần bột nghệ trôi đi, để lại màu vàng rất là tự nhiên của da gà. Nếu bạn nào mà không thích đó, thì mình bỏ qua công đoạn này nha. Phần trứng gà mình cho vào cái rây lược để luộc nha. Trứng gà non này rất là nhanh chín, 5 phút là chín ngay. Rồi mình vớt ra. Trứng vàng ươm ngon quá các bạn ơi. Phần nước lèo này mình tiếp tục hầm với lửa riu riu. Nhớ thăm chừng và hớt bọt cho nước lèo được trong. Trong lúc chờ đợi mình sẽ đi nướng phần hành tím, hành tây, gừng và củ cải trắng. Khi thấy vỏ ngoài trái sạm đen là bên trong đã chín thơm rồi đó. Nướng xong các bạn lột cạo vỏ đen và rửa lại thật sạch nha. Bây giờ mình quay lại nồi nước dùng nè. Mình cho hành tây và củ cải trắng đã nướng vào trong nồi hầm chung. Đối với phở gà thì thường dùng hương vị tạo mùi ít hơn so với phở bò. Nhất là hai nguyên liệu quế và hồi. Những liều lượng này mình có ghi ở trên bảng, các bạn nhớ tham khảo nha. Mình rang các hương vị gồm có quế, hồi, thảo quả.
rồi đến những hạt nhỏ bỏ vô sao gồm hạt ngò, tiểu hồi, tiêu sọ, rang với lửa nhỏ, khi mà nghe bốc mùi thơm là được. Rang xong mình cho vào túi vải hoặc lưới lọc nè. Mình sẽ cho hết vào đây, hành tím, gừng cho vào luôn. Vỏ chanh tươi một trái là đủ nha. Nếu mà không có vỏ chanh, các bạn sử dụng lá chanh cũng được. Nhưng mà sử dụng vỏ chanh rất là thơm. Tinh dầu từ vỏ chanh sẽ giúp cho nồi phở bò của mình đặc biệt hơn đó các bạn. Nhưng mà không dùng nhiều quá sẽ làm cho nước dùng bị đắng. Rồi cho thêm vài gốc ngò rí vào cho thơm nè. Mình cài nắp lại luôn nè. Đây là toàn bộ gia vị thơm mình đã cho hết vào lưới lọc này. Và cho túi hương vào hầm thêm 40 phút nữa. Tổng cộng thời gian hầm là gần 3 giờ đó các bạn. Lưu ý là túi hương phải cho vào hầm chung khoảng 40 phút để đủ cho hương ra hết mùi và còn giữ lại trong nước dùng. Không cho hương vào sớm quá và cũng không trễ quá nha. Cứ mỗi giờ các bạn châm thêm nước sôi để bù lại lượng nước đã bốc hơi. Trong khi chờ đợi thì mình sơ chế phần rau nêm. Phần đầu hành lá chẻ dọc hoặc để nguyên cọng. Phần lá và ngò rí thì sắc nhỏ. Hành tây sắc mỏng, ngâm qua nước đá cho hành giòn và bớt mùi hăng. Lá chanh thì sắc thật là nhuyễn. Ớt thì cắt xéo. Tất cả xếp vào đĩa. Phần thịt gà có thể xé ra hoặc chặt thành từng miếng vừa ăn. Mình sẽ chặt ra. Xếp thịt vào đây cùng với trứng non nữa. Mình sẽ quay lại nồi nước dùng đây. Trước khi nêm gia vị vào nồi phở, mình sẽ vớt xương ra, hành trắng, củ cải và vớt bỏ túi lọc gia vị luôn. Với liều lượng là 5 lít nước dùng, mình sẽ nêm 3 muỗng canh hạt nêm gà, 1 muỗng rưỡi canh muối, 3 muỗng canh đường phèn, 1 muỗng canh bột ngọt. Nếu mà bạn nào không dùng bột ngọt thì mình không cho vào nha. 2 muỗng canh nước mắm. Với liều lượng này mình thấy rất là vừa ăn. Tuy nhiên các bạn nên thử lại cho vừa khẩu vị gia đình mình nha. Nếu dùng bánh phở khô các bạn nhớ ngâm và luộc qua nước sôi. Mình dùng bánh phở tươi nên mình xé rời ra như thế này nè, trước khi mình cho vào tô. Bây giờ thì đến công đoạn cuối là múc ra tô và dùng thôi. Tráng tô với nước sôi, rồi trụng phở cho nóng và cho vào tô. Xếp thịt gà lên mặt. Cho thêm vài cái trứng gà non nè. Cho hành tây, rau quế và một ít hành ngò. Chan nước lèo đang sôi vào. Nhìn có hấp dẫn không nè? Rắc lên vài sợi lá chanh và một ít tiêu nữa. Thơm lắm luôn đó các bạn ơi. Tô này là tô đặc biệt đó nha. Một tô phở trung bình cho khoảng 200g bánh phở, khoảng 3 vá nước dùng là vừa nha các bạn. Bây giờ mình sẽ thưởng thức. Mời các bạn, nước lèo trong, hơi vàng nhẹ màu mỡ gà, thơm hương phở, vị ngọt rất thanh. Cuộn trong bánh phở mềm, dai có mùi thơm của vài cọng hành giòn tan, thoang thoảng mùi lá chanh rất là thú vị. Thịt gà rất ngọt, thịt mềm và dai. Vị béo giòn của da gà và bùi của trứng gà non, tất cả làm nên tô phở gà thật ngon và hấp dẫn. Hôm nào trời mưa lành lạnh, được ăn một tô phở gà nóng hổi cùng gia đình như thế này thì còn dây băng. Các bạn hãy vào bếp và nấu để gia đình mình cùng thưởng thức nhé. Nếu thấy video hay và hữu ích, nhớ like, đăng ký để ủng hộ cô Ba Bình Dương. Và nhớ chia sẻ video cho bạn bè cùng xem nhé. Cảm ơn các bạn và mình chào tạm biệt.